nữ ca sĩ này không những hot, sexy, giọng hát phải nói là cực kỳ ngọt đúng quý vị, và một nữ ca sĩ hot nhất hiện nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho Minh Tuyên xin một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những người có mặt trong ngày hôm nay tại bài hát này, đó là vũ đoàn DC Group Dancer và ban nhạc The Brother Band. I'm sorry. Mấy ông đổi tên hoài, em quên hoài. Nhảy qua em rất là bận quý vị. I love you too. Thế rồi, gắn không được, sao mệt quá. À, dạ. Gì? Chị nói là em đang giảm cân hay là em đã giảm cân? Chị nghe nói cái chữ cân nó bị dị ứng đó. Chị nói em đang giảm cân hay là đã giảm cân? Hả? I look good. Thật sự quý vị biết không? Nói chút xíu cho em chia sẻ chút xíu nha. Đàn bà khổ lắm. Lấy cái tuổi này nổi nó cũng mập nữa. Đừng nói chuyện ăn nha. Thank you so much. Actually, Minh Tuyết cũng cố gắng hết sức để mà có thể là lướt cướp và đáp lại tình yêu của các vị luôn luôn dành và trân trọng cho Minh Tuyết. Thì hiện tại bây giờ là em hãy lưu sức khoảng 13. Đôi khi em dừng.
chung tìm đường. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn những bầy sao trong bầu trời. Tên cả quý vị đẹp trên những quý vị như ta đẹp trên ngày hôm nay. Và đây là những giây phút mà khi chúng tôi một ngày nào đó không còn đứng trên sân khấu, đó luôn luôn là những kỷ niệm đẹp tuyệt vời mà quý vị đã dành cho đôi khi ta gặp nhau để dành nhau cách sống trong khổ đau, đôi chân mang lang thang thân một mình không hề hoàn tiền. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, không vì đau vì duyên mình đã xa. Nhiều khi từng ngày trôi qua là những nỗi đau không ai
cho em khóc thêm một lần nữa, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Tình đã kết thúc sau nhiều năm tháng, ta cũng chẳng hẹn nào đi chung đôi. Bởi vì năm em xa, em say từ giây phút đầu, vì anh quá đau sầu. Bây giờ thì một bài hát mà chưa bao giờ quý vị nghe tiếng hát của mình.
mình hát một bài mới, mới đối với Minh Tuyết, dành cho tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta thì mình cứ nhớ là lúc mà mình còn nhỏ đó, thì mình muốn là mình lớn lên sẽ có người giống như hoàng tử gì đó, lái một cái chiếc xe màu hồng cầm bó bông đến cầu hôn quỳ xuống. Lúc mà mình còn nhỏ nhé, lớn chút xíu nữa không muốn vậy nữa, muốn anh nằm ngoài cầu tí lái cái mô tô tới cầu hôn mình, không lớn tí nữa thì muốn anh nào nhìn lịch sự chững chạc đến cầu hôn mình, xong rồi lớn thêm tí nữa thì mình lại muốn tất cả quý vị ạ. Cho nên rồi ai cũng sẽ phải khác, sẽ khác theo thời gian, từ suy nghĩ cho tới bản thân của mình, hình tượng của mình. Và bây giờ thì không biết là mỗi trong chúng ta sẽ khác như thế nào, nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn giữ được mình như thổi ban đầu. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát có liên quan đến những gì mà tôi sẽ nói. Và bài hát này tôi sẽ bí mật hát với một người song ca, với một người mà chưa bao giờ mình tới hát chung tại Mỹ. Và đây là món quà mà tôi muốn dành gửi cho tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho có lẽ không.
rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau. Hạnh phúc thế thôi, chỉ một màu đen tối. Rồi nước mắt đã chạm đôi môi anh lệ che đi. Tiếc nuối cho những gì. Anh nhớ ai như kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về, nhưng em cần kề bên anh. Anh cứ đôi mắt
đôi ta bắt đầu. Một đời cũng đau đớn, đau hơn ngày mình xa nhau. Có hơi mất nắng, buồn hơn mơ mị, em buồn sầu. Có đắng cay nặng, mong em vội vàng qua màu. Người thân đừng đang đi bên em là người. Giờ thì ta không yêu thương em, anh biết. Come on!
yêu em cho đến khi con tim ngừng đập. Cho thiên thương là một say. Yêu em cho đến khi con thôi làm mừng. Đến khi loài chim bay lớn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hát nữa hay thôi ạ? Nữa thì phải làm sao ạ? Vỗ tay không quý vị ơi. Xin hát một bài hát nữa. Một nhạc phẩm rất mới, sáng tác của nghệ sĩ Đông Thiên Đức. Ca khúc này Quang Hà mới phát hành độ một tháng vừa qua của Việt Nam. Và cũng như là ngày hôm nay lần đầu tiên mang đến để cảm ơn quý vị. Xin một tràng tay cho nhạc phẩm của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bài hát này gọi là Ngày Mai Tôi Sẽ Viết Sách. Và đặc biệt hơn nữa là bài hát này Hà sẽ xin được trở lại sân khấu giọng hát của nữ ca sĩ Như Ý. Xin một chào tay quý ơi. Trả lại con đường vắng ta đã vương.
xin thì giữ những yêu ấy, trả lại cho bạn hết những yêu buồn. Chẳng nên cứ về đây, mình vào cùng phận, trả lại tất cả. Xin mời các bạn. 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 Xin mời các bạ
xin mời các bạn. You love, so I don't know.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Phương Thanh vừa bay qua ngày hôm qua, hôm nay hát xong xin quay về. Nào, một show Phương Thanh cũng quay. Tại vì nghệ sĩ phải đi hát show để được tiếp cận với công chúng, quan trọng là trao đổi năng lượng kết nối với nhau. Dạ. Quý vị vỗ tay nhiều là xíu về bay về Sài Gòn ngon lành trên đảo. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Mình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mờ, bàn chân đã chẳng thể đi. Mình yêu nhau đến khi xuân hạ thu đông dần lùi ta. Hẹn nhau câu hứa bên nhau cho đến khi thời gian đã quên nhau xa. Xin cảm ơn rất nhiều và chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều và một tràng pháo tay thật lớn cho ca nhạc sĩ Trịnh Thanh Bình. Xin mời các bạn. Gửi lời chào thân thương tất cả mọi người. Xin chào mọi người ạ. Chúng ta mình xin đứng tay cho mọi người cao được không nào? Bao nhiêu?
Thank you Nelson. Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, một lần nữa cho phép Thăng Bình xin gửi lời chào thiên thương đến tất cả quý cô chú, quý anh chị, các bạn có mặt ở sân khấu hôm nay ạ. Thăng Bình rất là vui và rất là vinh hạnh khi hôm nay có mặt ở đây gặp tất cả các anh chị. Và thực sự thì đây là một cái show diễn mà Thăng Bình cảm thấy là wow, nó thật là tuyệt vời. Thăng Bình nói thiệt nha, là nói nhỏ hay là Thăng Bình chưa bao giờ xuất hiện một sân khấu nó một trong một cái không gian gọi là hội trường á, mà nó to nó đẹp như thế này, một trong có thể thật lớn cho chương trình chúng ta và tất cả mọi người được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, rất là tuyệt vời luôn. Mình hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có thật là nhiều kỷ niệm đẹp cạnh nhau nhé. Và một ca khúc tiếp theo sao mọi người cười ạ? Dạ cũng chưa. Cũng hy vọng có sớm á, chứ thấy đi lẻ loi hoài cũng buồn quá. Và một ca khúc tiếp theo cho phép Thăng Bình xin gửi một sáng tác rất là quen thuộc Thăng Bình, và Thăng Bình hy vọng nhé là các cô chú các anh chị các bạn có thuộc ca khúc này, có biết ca khúc này, bài hát được mang tên Người Ấy. Thật là cảm ơn rất nhiều rồi, một chàng có tay thật lớn được không nào? Cảm ơn rất nhiều. Vâng, quý vị biết không ạ, khi Thăng Bình biểu diễn cái khúc này ở khắp mọi nơi, Thăng Bình hay xin quý vị đẹp loát của chúng ta. Chứ điện thoại của quý vị hôm nay, nó sẽ thăm đông có đông, quý vị biết cái gì thế này. Thăng Bình xin một bộ chơi là sao? Tốt với em, yêu anh đã từng nhận. Người anh có biết tình
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ em sẽ tự cho đi. Đây, anh ơi đã xa tâm từ lâu này. Remix lại cho nó sôi động hơn, cho nó vui hơn, và đây cũng là ca khúc cuối cùng của chương trình rồi. Cho nên nếu mà quý vị anh chị nào mà cũng có nôn đi về hay là mình ra mình chơi game á, thì thôi mình đứng dậy trước rồi mình quẩy luôn rồi mình ra luôn được không ạ? À? Được không? Thế là một chương trình có tác lớn cho khác biệt to lớn, tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Thank you. Chẳng thể giấu em nói đến đâu, có thể giấu em đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình ngày em nói ở bên cạnh nhau và nhiều mệt mỏi. Anh đã cố gắng nêu cao nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn là do. We'll be right back.
cùng kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay à. Cảm ơn chương trình đại diện ban tổ chức cũng như là tất cả các chị em nghệ sĩ. Cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các cô chú có mặt ngày hôm nay rất nhiều. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại à. Cảm ơn nhiều. Thank you.